Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Cận cảnh váy cưới hơn 300 triệu của vợ Đan Trường, Thủy Tiên đã chọn một mẫu thiết kế khác cũng cùng xuân 2013 của Vera Wang, nhưng có phần lộng lẫy và hợp với dáng người cô dâu hơn. Như đã đưa tin, ngày 20 tháng 4, tức rạng sáng 21 theo giờ Việt Nam, Đan Trường đã chính thức làm đám cưới với Thủy Tiên tại Mỹ. Ngay những ngày trước khi đám cưới diễn ra, công chúng đã không khỏi háo hức trước những thông tin như đám cưới đó sẽ diễn ra như thế nào, và đặc biệt là cô dâu Thủy Tiên sẽ chọn váy cưới gì cho ngày trọng đại. Và hình ảnh mà em trai cô dâu Thủy Tiên đã chia sẻ về chiếc váy cưới Vera Wang được cho là trang phục Thủy Tiên sẽ mặc trong ngày trọng đại đã phần nào thỏa mãn mọi người bởi độ tinh tế và lộng lẫy của nó. Tuy nhiên, mới đây nhất thì Thủy Tiên lại xuất hiện trong đám cưới với mẫu váy khác cũng nằm trong xuân 2013 của hãng này. Xuân 2013 của Vera Wang vốn có nguyên bản là gam màu đỏ lạ mắt, nhưng có vẻ Thủy Tiên đã đặt riêng một chiếc gam màu trắng ngà nhã nhặn cho mình. Và dường như chiếc váy này cũng hợp với cô hơn, bởi thiết kế chân váy xếp tầng của chiếc váy dự đoán có vẻ hơi nặng nề và khó tôn vóc dáng hơi đậm đà của Thủy Tiên, và dường như Thủy Tiên đã quyết định chọn mẫu váy cưới này thay cho kiểu váy xếp tầng như dự đoán. Sau 5 năm kết hôn, vợ của anh Bo Đan Trường đã có sự thay đổi khá nhiều về ngoại hình. Đúng với câu gái một con trông bòn con mắt, Đan Trường là cái tên ca sĩ gắn liền với thế hệ 7X, 8X và 9X đời đầu. Cho đến hiện tại, dù đã đi qua cái thời vàng son nhất, nhưng danh tiếng của anh vẫn rất còn lan tỏa. Chuyện đời tư của anh Bo cũng được nhiều người hâm mộ chú ý. Anh Bo Đan Trường lên xe hoa khá muộn, năm 2013. Với bà xã là doanh nhân Thủy Tiên ban đầu, nhiều người hâm mộ anh tỏ ra không hài lòng lắm và cho rằng ngoại hình của cặp đôi chênh lệch quá nhiều, vợ Đan Trường kém sắc so với anh. Nhưng bất chấp những xì xào, họ vẫn nắm tay nhau đi đến hôn nhân và có cuộc sống tốt đẹp ở hiện tại. Đám cưới diễn ra, dư luận hầu như đều cho rằng Thủy Tiên dù kém tuổi Đan Trường nhưng lại nhìn già hơn hẳn và không đẹp đôi với chồng điển trai. Thêm vào đó, vì nước da ngăm đen và lối trang điểm có phần hơi xến mà nhìn cô không hấp dẫn cho lắm. Nhưng khi ấy, thân thế cũng như sự tài giỏi của Thủy Tiên đã gần như đánh bật tất cả. Được biết, bà xã của Đan Trường, doanh nhân Thủy Tiên rất thành đạt trên đất Mỹ. Cuối năm 2009, cô thành lập một công ty tài chính ở Mỹ và hoạt động khá thành công khi liên tục tổ chức các show diễn lớn cho các nghệ sĩ trong nước đến với xứ sở cờ hoa. Thủy Tiên ngoài ra còn có mối quan hệ rộng rãi và có cách ứng xử rất khéo léo trước một số scandal về đời tư của chồng, hết sức bảo vệ người đàn ông của cuộc đời mình. Sau khi cưới, cả hai phải san sẻ quỹ thời gian của mình. Thủy Tiên định cư ở Mỹ, còn Đan Trường chủ yếu hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Hai vợ chồng cùng kinh doanh ăn uống với chuỗi cửa hàng chuyên về các món cuốn, phở và đồ ăn Việt. Công việc kinh doanh thuận lợi khiến khối tài sản của cặp đôi ngày càng gia tăng, giúp họ sở hữu cuộc sống đáng mơ ước với phương tiện đi lại hiện đại và nhiều cửa tiệm thương mại cũng như biệt thự hạng sang tại thành phố San Jose, Mỹ. Những căn biệt thự mà vợ chồng Đan Trường sở hữu đều có giá trị từ hàng chục tới hàng trăm tỷ đồng, khiến nhiều người vô cùng choáng ngợp. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của bé Ma Thít Thiên Từ đáng yêu được mẹ chăm chút kỹ lưỡng cũng khiến hình ảnh của Thủy Tiên ngày càng tạo ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ. Anh Bo vợ của nam ca sĩ không ngại chi một khoản tiền lớn để thuê người giúp việc dạy dỗ bé Thiên Từ. Đến nay bé đã được 1 tuổi rưỡi và rất kháu khỉnh, đáng yêu. Và giờ đây, sau 5 năm nhìn lại, nhan sắc của Thủy Tiên đã thay đổi rất nhiều. Đúng với câu nói gái một con trông mòn con mắt, đường nét trên gương mặt vợ Đan Trường không có gì thay đổi nhiều, nhưng có thể thấy cô trắng hơn, thon thả hơn, biết trang điểm và ăn vận hơn, nên nhìn rất hiện đại, trẻ trung. Đặc biệt, thần thái tươi vui của Thủy Tiên trong tất cả những bức ảnh cô công khai trên mạng xã hội cũng như cách Thủy Tiên yêu thương chăm chút bé Ma Thít Thiên Từ là điều khiến các chị em phụ nữ ngưỡng mộ. Đó phải chăng là bí quyết để Thủy Tiên ngày càng xinh đẹp hơn? Phụ nữ khi đủ đầy hạnh phúc, tự khắc sẽ xinh đẹp, chẳng phải vậy sao? Vào tháng 7 năm 2021, Đan Trường và vợ doanh nhân đồng loạt xác nhận đã ly hôn sau 8 năm đám cưới. Hậu tan vỡ, doanh nhân Thủy Tiên nhận trách nhiệm chăm sóc con trai. Thời gian qua, Đan Trường liên tục di chuyển giữa Việt Nam, Mỹ để biểu diễn và thăm con trai. Mỗi dịp gặp gỡ,
Đan Trường và Thủy Tiên đều thoải mái chia sẻ những bức ảnh của gia đình với người hâm mộ. Mới đây, Đan Trường thông báo đã trở về Mỹ sau nhiều chuyến đi diễn tại Việt Nam. Vừa đến xứ sở cờ hoa, nam ca sĩ đã có buổi tiệc thân mật với vợ cũ, con trai và vợ chồng Cường Đô La cũng góp mặt. Trong ảnh, Đan Trường, Thủy Tiên cùng Quý Tử ngồi sát cạnh nhau trông rất vui vẻ, thân mật. Có thể thấy, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, quan tâm và luôn sẵn sàng gặp gỡ nhau để vun đắp tình cảm cho con trai. Nói về hành trình nuôi con sau khi ly hôn, vợ cũ Đan Trường từng chia sẻ, Thiên Từ là cậu con trai mạnh mẽ và tự lập, xung quanh con còn có sự quan tâm, yêu thương của mọi người nên Thiên tin sau này Thiên Từ sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định này của Thiên và anh Trường giờ bé càng lớn. Mẹ lại thích ôm bé nhiều hơn vì mẹ biết tới tuổi nào đó con trai sẽ không chịu cho mẹ ôm nữa. Nhìn lại những hình ảnh trong 6 năm qua của con, mỗi ngày bên con giống như một ngày mới về phía Đan Trường. Nam ca sĩ từng tiết lộ chưa nghĩ đến việc tái hôn mà chỉ muốn chăm sóc cho con trai. Đan Trường từng công khai nhắn nhủ bé Thiên Từ, ba không quan tâm người ta nghĩ ba thương con nhiều hay ít, và ba cũng không cần tìm kiếm một nửa hạnh phúc nào khác như mọi người thường hỏi. Con chính là cả hạnh phúc còn lại của cuộc đời ba. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.